mạng bạch nọ bộp hoa luôn coi bộp ọ tầm sở mơ tì xung say vi mè coi sang bộp ọ tọ cung tọ dên ảnh tè chạy vi kế tu nai tu dạ coi sang bộp ọ ốp dạ vi vơn gụ tâm bung vả mạ tròn ốp uyn xà lan rom bay vi nhì prăm đắng bè pè rom gụ sự vọ tu tấp kế tên tắt tầm môn lọt sạt. Hàng năm thì cô cũng trao từ 2 đến 3 thẻ và trao học bổng cho học sinh nghèo nghèo con của hội viên thì cũng á về cô Hoa ộp sân hè ở vì bốn xuân tây nhai sờ mơ bật ộp của cô oai lẹ rần vơn xin nâm pu ộp lâm hẹ gọ an hẹ an nọ an như lọ sạt thì cô cũng trao rất là nhiều và như năm nay năm ngoái thì cô cũng đã toa tết an su ao tiên tất tầm môn cầm pin dôm là tốt tầm môn tao dạ anh bu nhằm dên sống ngân hàng sinh sách bay số dên kết vi hẹ bông giáp rì cô thì hiện là chi hội trưởng nhưng mà cũng phụ trách cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội do hội quản lý thì hiện nay thì cô quản lý cái nguồn vốn đó là dư nợ cho tới thời điểm này là khoảng 1,5 tỷ và cái số tiền vận động mà các cái hộ vay gửi tiết kiệm là được ngân hàng đánh giá rất là cao. Đắng gai cái nọ bay lâm gích bộp hoa ghét coi xăng tầm miên say vi da chạy tầm lập bấy nhi lọ sạt bay lâm nọ nhi văn hóa của bộp ui ở vi bún hàng va vừa sinh dịch phần trăm vi gọn ba tiết kết vi văn hóa lâm viêm tật ký mà ui vi pé ba tiết hàm răng lẹ cả tụ vi mà ui ở cả tụ cầm mỹ bay xung tay khấn khen á liên bộp hoa luôn ké mạ ui xinh đạt nhi bộp gọm ba là nhi dạ gọm ba mớt bay cả tụ vô hoàng tiếng hoa ơ mạ chi hỏi vi bốn xương tay kéo ôp làm dạ xung con vầy tơ phần tớp mạ ui của vi cái gọ làm dạ bộp hoa xứng là tú tầm môn xung say vi vơn bay xung mạ ui ở cả tụ.